với những con suối và thác khác của Thái Nguyên. Đến đây, du khách không phải đi bộ nhiều bởi dừng xe là đã đến suối và có thể bắt đầu hành trình khám phá của mình bằng cách đi bộ ngược theo con suối. Suối Kẹm đã trở thành lựa chọn của nhiều người dân địa phương vào mỗi dịp cuối tuần. Do bắt nguồn từ núi cao, con suối này mát lạnh và trong vắt, chảy len lỏi qua những gành đá đủ kích cỡ và hình thù. Có những phiến đá lớn, nhẵn, trắng bóng, du khách có thể nghỉ ngơi và chụp ảnh. Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 35 km và cách thị trấn Đại Từ hơn 10 km. Trên đường đến suối Kẹm, du khách cũng có thể dừng chân chiêm ngưỡng vùng chè La Bằng với hai bên đường là những đồi chè xanh mút mắt. Suối Kẹm hiện nay đã được địa phương lập dự án đầu tư quy hoạch để trở thành khu du lịch sinh thái gắn liền với khu du lịch vùng Tam Đảo. Nằm giữa suối Cửa Tử và suối Đát Đắng, suối Kẹm mới chỉ được khai thác du lịch từ năm 2017 nên vẫn còn rất mới mẻ và hoang sơ. Đây là một địa điểm du lịch giàu tiềm năng phát triển bởi khi vào Kẹm, du khách như lạc vào một không gian hoàn toàn mới, hít thở không khí trong lành của núi rừng Tam Đảo. Thank you.
Thank you.